nhân viên hướng dẫn rất là nhẹ nhàng, bác sĩ tư vấn rất là tận tình. Trang thiết bị thì hiện đại, phòng ốc thì sạch sẽ. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại Medlatech ạ. Medlatech đầu tư hệ thống cơ sở khám chữa bệnh có năng lực đáp ứng hơn 1.000 lượt khám mỗi ngày với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho kết quả khám, chẩn đoán và điều trị chính xác, hiệu quả. Để hỗ trợ thuận lợi cho doanh nghiệp, cho các đơn vị thì chúng tôi áp dụng một cách linh hoạt, khám, làm các thăm dò cận lâm sàng toàn bộ tại phòng khám đa khoa Medlatech Tây Hồ. Đến với Medlatech, cán bộ nhân viên công ty cổ phần Vĩnh Hưng đã được khám đầy đủ các danh mục trong gói khám sức khỏe tổng quát từ A đến Z. Đây là quy trình Medlatech đã thực hiện khám sức khỏe cho công ty cổ phần Vĩnh Hưng. Bước 1, làm thủ tục và nhận hồ sơ khám bệnh. Bước 2, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ở bước này, người lao động sẽ được lấy mẫu xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định tình trạng thiếu máu và các bệnh về máu, chẩn đoán tiểu đường, mỡ máu, kiểm tra chức năng gan, thận, tiết niệu. Bước 3, tiến hành khám thể lực. Người lao động sẽ được kiểm tra cân nặng, chiều cao, đo huyết áp ở bước này. Bước 4, tiến hành khám các chuyên khoa lâm sàng. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tiến hành khám đa chuyên khoa lâm sàng, bao gồm khám nội, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, nam khoa và phụ khoa dành riêng cho nữ giới. Bước 5, tiến hành danh mục khám chẩn đoán hình ảnh. Người lao động sẽ được hướng dẫn đi chụp X quang, điện tim, siêu âm, chụp điện tâm đồ. Bước 6, trả kết quả và tư vấn. Kết thúc quá trình khám, người lao động được nhận kết quả thăm khám. Bác sĩ dựa vào kết quả để tư vấn, đưa ra lời khuyên đối với các hồ sơ có bất thường. Bác sĩ tư vấn chuyên sâu và hướng dẫn điều trị bệnh phù hợp. Với quy trình nhanh gọn, chuyên nghiệp, dịch vụ khám sức khỏe doanh nghiệp tại Medlatech được các cán bộ nhân viên đánh giá cao. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại Medlatech ạ. Thái độ nhân viên, cán bộ, bác sĩ rất tốt. Và lần sau tôi sẽ chọn Medlatech để làm việc khám tiếp theo. Đây là lần thứ tư tôi được tham gia khám sức khỏe tại Medlatech do Vĩnh Hưng tổ chức. Thì tôi có cảm nhận là cái dịch vụ của Medlatech rất là tốt và rất là hài lòng. Quy trình khám chữa bệnh rất là phù hợp. Và nhân viên hướng dẫn rất là nhẹ nhàng, bác sĩ tư vấn rất là tận tình, rất là hài lòng. Đây là lần thứ hai mà anh được tham dự cái chương trình khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức tại Medlatech. Thì cảm nhận của anh thì thấy là chương trình khoa học, tức là đội ngũ y bác sĩ thì tư vấn tận tình, trang thiết bị thì hiện đại, phòng ốc thì sạch sẽ. Cảm nhận của anh thì anh rất hài lòng. Với tâm niệm ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, Medlatech không ngừng thay đổi mỗi ngày, nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến những trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng. Từ quy trình chuyên nghiệp, đội ngũ bác sĩ tư vấn giỏi chuyên môn, trang thiết bị hiện đại, chất lượng xét nghiệm đạt song hành hai chứng chỉ quốc tế CAP và ISO 15189-2012, đảm bảo kết quả chính xác, hỗ trợ điều trị hiệu quả, Medlatech nhận được sự tin tưởng trọn vẹn từ hàng nghìn doanh nghiệp mỗi năm. Khám sức khỏe doanh nghiệp, chìa khóa thành công tạo nên một doanh nghiệp bền vững. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.